Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa Thưa các bạn, rối loạn tiêu hóa chính là tình trạng mà các cơ vòng bụng của chúng ta co thắt không đồng đều À, từ đó thì dẫn đến nhiều biểu hiện khác nhau, à, chẳng hạn như là chúng ta đi đại tiện khó hơn, cũng như là khiến cho bụng của chúng ta bị đau tức dữ dội và thậm chí là trướng bụng khiến cho bụng của chúng ta to lên và kiểu anh tin chắc rằng hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đã gặp những tình trạng như thế này rồi đúng không ạ? À, tuy nhiên thì có một vài người gặp tình trạng này một hai lần sau đó không còn nữa nhưng cũng có những người hệ tiêu hóa của họ yếu kém và tình trạng rối loạn tiêu hóa này thì xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Chính vì vậy làm như thế nào để cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa cũng như là loại bỏ tình trạng tiêu hóa kém luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cá hoa trong việc là hỗ trợ điều trị à, bệnh rối loạn tiêu hóa như thế nào nhé. Ở khi mà đầy hơi khó tiêu thì bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc thì kiều anh khuyên rằng chúng ta vẫn nên sử dụng tỏi đen hay nước ép tỏi đen một trong những sản phẩm được rất nhiều người truyền uh, tay nhau sử dụng khi mà hệ tiêu hóa của họ gặp vấn đề bên cạnh việc mà chúng ta nhai trực tiếp hay sử dụng trực tiếp củ tỏi đen thì việc uống nước ép tỏi đen vẫn là một trong những liệu pháp được nhiều người khuyên dùng sử dụng hơn cả bởi vì sử dụng sản phẩm nước ép tỏi đen dưới dạng nước như thế này thì sẽ khiến cho chúng ta hấp thu được hết toàn bộ những dưỡng chất mà nó mang lại cũng như là nó sẽ tác động lên cơ thể của chúng ta được nhanh hơn và tốt hơn. Các chuyên gia thì đã chứng minh rằng trong nước ép tỏi đen có chứa nhiều các loại dưỡng chất dễ hấp thu như canxi, vitamin A, vitamin B, vitamin C hay là nước ép tỏi đen còn được chứng minh rằng là có tác dụng là làm giảm lượng men gây đầy hơi, khó tiêu ở chúng ta. Từ đó thì khi sử dụng, chúng ta sẽ thấy tình trạng này thuyên giảm nhiều hơn, hiệu quả hơn và thậm chí là nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta được hấp thu thức ăn tốt hơn, co bóp đều hơn, từ đó thì sẽ làm biến mất tình trạng ở hệ tiêu hóa bị rối loạn và với dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc như các bạn có thể thấy bên cạnh kiểu oanh đây à, chính là hộp nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc và chúng ta có thể thấy là dòng sản phẩm này thì được sản xuất theo dạng túi gọn như thế này và rất dễ mang theo bên mình mỗi khi mà chúng ta đi du lịch hay là đi công tác xa đúng không ạ và tất nhiên rồi các bạn hãy yên tâm cho kiểu anh nhé là mặc dù được chế biến theo kiểu dạng nước và đóng gói như thế này nhưng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa vẫn giữ được nguyên những dưỡng chất mà nó mang lại cũng như là tác dụng vô cùng hiệu quả như khi chúng ta sử dụng củ tỏi đen. Và với cách dùng thì cũng rất đơn giản thôi, đó chính là mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống một gói nước tỏi đen thế này. Và mỗi lần chúng ta sử dụng thì hãy nhớ cho kiểu anh nhá, đó chính là chúng ta nên uống hết một gói chứ không nên để trong tủ lạnh. Tuy nhiên thì để lâu trong tủ lạnh thì uh, cái mùi vị của nó sẽ không còn được ngon như ban đầu nữa. Uh, và với một túi như thế này thì chúng ta chỉ cần uống một lần là xong hết. Và hương vị của nó cũng cực kỳ thơm ngon, dễ uống, chứ không khó uống như mọi người tưởng tượng đâu ạ. Và với sản phẩm này thì khi sử dụng, sau khoảng một tuần đầu tiên, bạn sẽ thấy cảm bạn sẽ nhận thấy rằng là những triệu chứng đầy hơi khó tiêu dối loạn tiêu hóa của mình sẽ dần biến mất cũng như là từ tuần thứ hai trở đi chúng ta sẽ không thấy ở những triệu chứng của dối loạn tiêu hóa còn nữa và thậm chí là khi đó chúng ta sẽ cảm thấy ăn ngon hơn hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn cũng như là việc các cơ bụng của chúng ta sẽ co bóp đồng đều hơn Vâng, thật là tuyệt vời đúng không? Và cũng hãy nhớ kỹ cho Kiều Anh, đó chính là với dòng sản phẩm nước ép tỏi đen này, bên cạnh công dụng là hỗ trợ điều trị ở căn bệnh rối loạn tiêu hóa thì nó còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, cũng như là các chất chống oxy hóa có trong sản phẩm nước ép tỏi đen này, nó sẽ giúp cho chúng ta uh, được khỏe mạnh hơn đồng thời là ngăn chặn các gốc tự do hình thành và khiến cho da của chúng ta đẹp hơn và với một sản phẩm tuyệt vời như vậy thì kiều anh khuyên rằng các bạn nên sử dụng ngay trong hôm nay để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình và để mua được sản phẩm này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.